từ châu sinh như cố đến ngự Giao kỳ đóng với địch đệ nhật ba, nhậm gia luân đều đóng nhân vật số nhọ, chịu hy sinh vô ích. tưởng chừng không liên quan nhưng vai diễn trường ý của nhậm gia luân trong ngự sao kỳ giữ quân sơ tương thức lại vô tình khiến khán giả nhận đến một tiểu nam thần vương lừng lẫy trong châu sinh như cố. sau khi ngự sao kỳ giữ quân sơ tương thức của nhậm gia luân và địch đệ nhật ba lên sóng, trên các diễn đàn mạng đã bắt đầu xuất hiện nhiều cuộc thảo luận, bước đầu đánh giá chất lượng phim. trong đó có không ít khán giả cho biết, mặc dù không liên quan lắm nhưng nhân vật người cá trường ý trong ngự sao kỳ giữa quân sơ tương thức không khỏi khiến mình lên tưởng đến châu sinh thần trong châu sinh như cố khi cả hai đều có đức tính hy sinh cao cả đáng ái mộ tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là sự hy sinh của cả hai liệu có xứng với chữ đáng hay không vì muốn cứu quần thần trong chiều mà châu sinh thần buông bỏ chống cự khoanh tay chịu trói cuối cùng phải chịu nỗi đau róc xương đến chết chỉ còn là cốt cách mỹ nhân trong khi đó lúc bị kẹt lại trong cuộc đấu đá nội bộ ở cốc vạn hoa vì tính mạng kỷ vân hòa đang bị bức ép mà trường ý cũng nguyện lòng cắt đuôi của mình dù là châu sinh thần hay trường ý, chúng ta đều có thể nhận thấy được nỗi đau đớn, chẳng thể nói thành lời, đến nơi từng tia máu trong đôi mắt ấy. Dẫu cho chẳng thể quỳ, chẳng rút nuôi hay chịu khuất phục, nhưng khán giả vẫn sẽ cảm nhận được sự phẫn uất, nỗi tuyệt vọng không còn đường lui của nhân vật. Điều đau khổ nhất trong châu sinh như cô đó chính là châu sinh thần đã hy sinh cả mạng sống của mình, nhưng vẫn chẳng thể cứu được các quan thần trong triều. Đến phút cuối, châu sinh thần vẫn chẳng thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ tiểu nam thần vương vang danh thiên hạ đánh đâu thẳng đó cuối cùng lại phải bỏ mạng bởi một nguyên nhân hoang đường khán giả đau lòng bởi bên rõ sự hy sinh ấy là không đáng nhưng một tiểu nam thần vương không gì là không thể nhưng người lại chẳng còn sự lựa chọn nào khác điều đau khổ nhất trong ngự giao kỳ giữ quân sơ tương thức chính là quá trình trưởng thành thay đổi của trường ý từ một chú cá ngây ngốc chàng dần nhận ra được sự gian manh trổn nhân gian lòng chân thành của chàng bị hết lần này tới lần khác bị lợi dụng trả đạp sau khi cắt đuôi cá, Trường Ý không bao giờ quay lại với biển cả được nữa. Chẳng bằng lòng trả một cái giá vô cùng đắt, nhưng lại nhận ra lòng chân thành của mình là vô ích là không đáng. Nỗi đau ra lòng tin bị sụp đổ ấy còn đau hơn cả lăng trì, sửa tử gấp trăm ngàn lần. Dẫu biết nếu cho Châu Sinh Thần một cơ hội nữa, người vẫn sẽ chọn như vậy. Dẫu biết sau này Trường Ý sẽ xưng vương, sẽ trở thành một nhân vật cứng cỏi. khán giả đều không kìm được lòng mình mà cảm thán cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pvlog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại